Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái đi. Thôi, bạn nam giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường xinh đẹp bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thành Đạt. Em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại Bưu điện Việt Nam. Công việc của em là nhân viên chuyển phát nhanh và thu thuế ủy nhiệm thu của phường. Em bao nhiêu tuổi rồi Đạt? Dạ, năm nay em 32 tuổi anh Quỳnh Linh ơi. 32 tuổi, chuyển phát nhanh. Xin mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn nam và tất cả khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Lê Thị Thùy Trang. Em hiện là nhân viên chứng từ lấy booking hàng xuất cho một công ty làm về dịch vụ logistics. Em làm việc tại Tân Bình, Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên tại Lai Vung, Đồng Tháp. Trong một gia đình có ba chị em gái, em là chị cả. Hôm nay thì em đến với chương trình với niềm mong mỏi tha thiết là sẽ được ông Mai và Mối giúp mình tìm được một mở mảnh ghép thất lạc của mình bấy lâu nay ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em? Dạ, điểm mạnh của em là em biết cách ăn mặn, biết quan tâm đến người khác, biết nấu ăn, may vá chút chút, biết ca hát. Em rất là thích trang trí, dọn dẹp nhà cửa. Có điểm yếu, có khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của em là em khá là thẳng tính, hơi rụt rè, cho nên là em rất là ít những mối quan hệ ngoài công việc. Em khá là cầu toàn, kỹ tính, cho nên là em rất là lo xa và nhiều khi tạo áp lực không cần thiết cho bản thân. Và cuối cùng là em không có nhiều tài lẻ đặc biệt để thu hút người khác. Thôi, bạn trai. Em xin giới thiệu anh Linh là ưu điểm của em á, thì em là một người thích thể thao, năng động, thích ca hát, xem phim, nghe nhạc. Nói chung là tính tình em hòa đồng, vui vẻ. Vui vẻ, hòa đồng. Điểm yếu là gì? Có trách nhiệm nữa. Còn khuyết điểm của em là bạn bè nhận xét em là một người hiền, ít nói. Trong giao tiếp thì thường thường em bị chậm một nhịp á. Chậm một nhịp, trời ơi. Em chuyển phát nhanh mà em chậm một nhịp rồi sao nhanh được. Công việc nó khác, còn anh ngoài giao tiếp ấy thì em... Còn là chậm hơn người ta thôi. Chậm hơn người ta, cho nên bây giờ em vẫn bị ế. Rồi. Anh thấy hai bạn có chung một cái sở thích, tức là ca hát nè. Thôi giờ mình hát bài nào cho nó suy sung lên, cho nó vui cái nào? Em người miền Tây thôi, em rất vui cho chương trình một cái trích đoạn trong Lưu Sơn Bá Chúc Anh Đài nha. Ừ, mọi người. Thì nói chung là sở thích thôi, không biết là có hay hay không, mọi người bỏ qua trong trước cho em nha. Rồi, vô luôn. Ta qua câu điều chân tiếng em rạc rào tình thương dân đồng đầy tình mình lũ luyến ngồi nhiều lũ luyến đường dài dài thêm như nhiều ý thơ dân tay qua câu tình thắm chứa trang bao tình tình ta này tình ta này tình ta triền miên nghe lòng buồn vui đưa tiếng em. Vui mà. Được á. Bây giờ em trai nói đi. Mình có mấy mối tình rồi? Từ trước đến giờ thì em trải qua một mối tình chính thức anh. Một mối tình bao lâu? Khoảng 3 năm anh em. Sao chia? Cách đây 3 năm luôn rồi. Nhưng mà sao chia tay? Do công việc của em lúc đó nó hơi bị bận rộn ấy. Em bận cái em bỏ anh ta, không quan tâm anh ta đúng không? Vâng, ít thời gian dành cho bạn gái. Nhưng mà cái này là lỗi cho em. Vâng, lỗi. Bởi vì quen phụ nữ là phải chăm sóc, quan tâm phụ nữ người ta mới được chứ. Rút kinh nghiệm nha. Vâng. Bạn gái sao? Dạ, em thì trải qua 2 mối tình rồi ạ. Quen nhau bao lâu em? Dạ, mối tình cuối cùng thì em quen được khoảng 3, gần 3 năm thì được. Cũng 3 năm luôn? Dạ, gần 3 năm tụi em chia tay. Lúc mới ra trường thì khoảng gần 1 năm thì bạn ấy đặt vấn đề muốn cưới. Nhưng mà em thì em muốn xây dựng sự nghiệp ổn định trước rồi mới lập gia đình. Cho nên là bạn ấy không đợi được, bạn ấy chia tay. Với lại lúc đó tuổi trẻ cũng bồng bột á chị. Rồi bây giờ em nghĩ là sự nghiệp em ổn định chưa? Dạ, ổn định rồi. Bây giờ chừng nào thì em mới là lấy chồng được? Em nghĩ là có thời gian tìm hiểu anh nhất là 6 tháng thì sẽ tiến tới hôn nhân. 6 tháng? Lẹ dữ vậy đó hả? Có coi thầy coi tuổi gì không? Ngày xưa em thích đi coi bói lắm, nói chung năm nào không, bây giờ quẻ đâu năm không yên tâm. Năm nay có gieo không? Dạ có, thầy mà năm nào thầy bói cũng nói là em lấy chồng lớn tuổi hơn nhiều lắm. Năm nay gieo nói có lấy chồng không? Dạ nói là có tin vui á, nhưng mà không biết là phải tin vui hỷ sự không? Có đó, cứ tin vậy đi. Hôm nay tới chương trình là em thấy vui rồi đó. Rồi,
Em muốn kiếm người chồng như thế nào? Em muốn tìm một bạn nam độc thân, có ngoại hình ưa nhìn, cao 1m7 trở lên, tính tình thì ôn hòa, rộng lượng, trung thủy, quyết đoán, không bê bối, gia trưởng và quá ham nhỏ nhẹt. Anh cho em hỏi là nếu như mà vợ tương lai của mình á thích nuôi chó trong nhà thì anh có cảm thấy khó chịu không anh? Không em ơi, trước nhà anh cũng nuôi mà, không sao đâu. Bạn gái muốn nuôi bao nhiêu con cũng được. Bây giờ qua bạn trai muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ thưa chị Cát Tường, thì mẫu người bạn gái của em cũng đơn giản thôi. Cao chừng 1m55 trở lên là được rồi. Biết cách ăn mặc giống như bạn nữ đó vừa nói. Được luôn. Rồi bây giờ anh sẽ qua xem bên đàn gái sao ha. Cao khoảng 1m mấy được em, 1m mấy? Đó. Dạ 1m65 anh ơi. 65 hả? Dạ. Vậy cô kia chắc cao khoảng 1m50 được ha. Ok, sao cũng có được. Có yêu cầu về số đo này kia không? Dạ số đo thì nói chung là vòng nào ra vòng đó là được rồi. 1 bằng nhau được không? 1 bằng nhau thôi cũng được. Cũng được luôn. Cũng được. Quan trọng là yêu thôi. Hay mình tập thể dục là cũng được. Đúng rồi. Dạ em chào anh ạ. Chào con gái Đồng Tháp. Dạ. Nhưng bây giờ em về Đồng Nai làm dâu được không? Dạ cái này là tùy duyên thôi anh. Đồng Nai gần luôn, sát bên luôn. Nãy giờ nghe nói cũng lanh dữ lắm rồi nha. Mà chắc là em không trễ nghiệp như anh bên kia đâu. Em đúng nghiệp lắm. Anh là vô nghiệp đúng không? Dạ. Anh phải kéo anh vô nghiệp của em. Được, bên đây dễ thương rồi đó. Dạ nhờ chị. Hai đứa lanh lợi như nhau. Chào chị Cát Tường. 6 tháng cưới kịp không em? Chuẩn bị kịp không? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi. 6 tháng là chuyện bình thường mà chị. Nhưng mà mình đã sẵn sàng, mình có chuẩn bị mọi thứ chưa? Bây giờ rước phụ về em, là... Em đợi lâu lắm rồi chị ơi. Rồi bây giờ mình ví dụ như bạn gái về quê của mình thì có tạo công ăn việc làm gì được cho bạn ấy không? Nói chung là bạn gái làm ở Sài Gòn đúng không chị? Bạn gái làm ở Sài Gòn? Vâng, gần mà chị. Từ đây lên Sài Gòn không xa. Rồi không lẽ mốt lấy nhau về đi về đó ở mỗi ngày bạn gái chạy lên Sài Gòn làm chạy về hả? Bạn gái cho mình hỏi bạn gái làm ở quận mấy vậy? Em làm ở Tân Bình anh ơi. Ôi gần mà, hồi trước em lên đi Hòa chị ơi. Lấy nhau là vẫn mà ngày tùy đi. Tùy thuộc bạn gái thôi, công việc của bạn gái thì nói chung là về dưới bên Hòa làm cũng được mà làm trên tay cũng được, tùy bạn gái quyết định thôi. À. Tại vì công việc của bạn gái mà chị. Nãy giờ em đang hình dung là bạn gái bên đây là người như thế nào? Em tưởng tượng thử coi. Theo nghĩ bạn gái bên đấy chắc tóc dài. Tóc dài. Trang phục chắc em nghĩ là chắc đẹp đó, em nghĩ mặc giống chị ấy. Hả? Mặc giống chị, mặc đầm. Mặc giống chị, áo đầm. Mày phải hỏi mấy thông tin sơ bộ cho bạn gái nghiên cứu thôi ha. Dạ. Rồi, tìm hiểu thời gian được thì tiến tới hôn nhân luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình của em ạ. Gồm có cha, mẹ, bà út, thím út, hai đứa em gái nhỏ và một người bạn của em ạ. Ồ, đông quá vậy. Dạ. Một tràng pháo tay cho nhà gái à. Rồi, chào cô chú ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chính kính chào tất cả khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thấy hai đứa theo tôi nhận xét thì thấy nó cũng đạt. Mình có thể bấm nút mình tìm hiểu thêm. Có thời gian thì về quê từng người để mà mình tìm hiểu nó nhiều hơn. Và cho hai bên biết nhau, cơ hội nó sẽ tiến nhanh hơn nữa. Cuối cùng tôi cũng chúc hai đứa kết thành 100 năm hạnh phúc thì tốt. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi, thôi. Cảm ơn đàn gái. Đàn trai đi với ai? Dạ, em đi với hai bạn thân của em ngồi dưới hình hình. À, bạn thân á hả? Vâng. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Cùng quý anh chị, cô bác cho trường quay, cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trên màn hình nhỏ. Em tên là Quân, em là bạn trong nhóm của anh Đạt. Theo em nhận xét từ lúc chơi với anh Đạt đến bây giờ là anh là một người vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm đến những người xung quanh và đặc biệt là rất có hiếu với ba mẹ. Về chị đây thì theo em nhận thấy là chị nhanh nhẹn và khá thông minh và khá xinh đẹp đó. Cái gợi ý cuối cùng của em là nên bấm nút, cũng mong là hai người cũng có thể là cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn. Rồi. Em xin hết ạ. Cảm ơn em. Bây giờ là thời gian dành cho hai bạn. Kéo rào. Lần đầu tiên thì muốn chào các em ạ. Dạ em cảm ơn anh. Và em cũng có món quà muốn tặng anh. Đây là hộp mứt do chính tay em làm. Em hy vọng là mình cũng sẽ có một cái kết đẹp ngọt ngào như hộp mứt này. Đó, cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó là sao? Nãy giờ nghe em chia sẻ thì em thấy là có điểm nào giống với người yêu lý tưởng của anh không ạ? Cũng giống giống ấy. Nhưng mà anh nghĩ là chắc em hơi khó tính nhờ. Dạ đúng rồi, em kỹ tính lắm. Em thấy anh sao? Em thấy anh thì... Có bị chậm một nhịp không? Cũng có chậm chậm. Chậm mà chắc này em? Dạ.
anh cho em hỏi là khi mà hai người quen nhau á, mâu thuẫn xảy ra thì anh có sẵn lòng là ngồi làm lành trước với bạn gái mình không anh? Điều đó chắc chắn rồi, tại vì tính anh cũng hiền lắm, chắc không có chuyện đó xảy ra đâu ha. Dạ. Hồi nãy mình đem cái đàn lên, bây giờ mình có thể hát một bài hát tặng bạn gái không? Anh tặng em một bài hát nha. Dạ. Anh xin tặng hết bài cho em bài hát Anh Mơ nhé. Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Ước mong thời gian sẽ quay trở lại, để anh được nói với em thêm một câu, rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì anh có cầm tay anh ôm em thật lâu. Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui, ở nơi xa đó có nắng du tình em, còn anh sẽ nhớ, nhớ mãi nụ cười ấy, chợt nghe những lời yêu thương chiều mến. Anh mơ. Rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái câu nào đó để cảm nhận, rồi sau đó mình bấm nút thôi. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau đi các bạn. Mình hãy trực tiếp nói cho nhau một câu cuối cùng, rồi chúng ta sẽ quyết định bấm nút hay không. Nói chung thì đến đây thì cũng đã là một cái duyên rồi. Thì chúng mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, để xem có tiến xa được hay không. Còn em thì trái tim em cũng băng giá lâu rồi. Em hy vọng là anh có thể làm cho trái tim em ấm trở lại. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm các bạn nhé. Gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp chúng ta đang theo dõi giây phút này. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời em. Hồi nãy giờ mình chê anh ấy là chậm một nhịp, sao tới lúc bấm nút thì em lại chậm một nhịp? chắc tại bị lay á chị ơi. Bị lay hả? Mới đó lay rồi đó hả? Dạ. Xin phép hôn nữa kìa. Bác ơi cho cháu hôn em một cái nhé.